tiểu ban xin được bắt đầu làm việc. Tôi xin phổ biến một chút cái quy định đối với sinh viên khi bảo vệ. Mỗi sinh viên có thời gian khoảng từ 3 đến 5 phút trình bày đồ án của mình. Trong phần trình bày các em cũng nhất thiết theo tên các thầy cô hướng dẫn mình, cái phần đó đã có sẵn ở trong các bản vẽ trên bàn các thầy cô rồi. Các em chỉ đều tập trung vào cái khối lượng mình thực hiện, phương pháp chính mình thực hiện. Và sau đó thì các thầy cô trong tiểu ban sẽ nêu các câu hỏi phản biện và các câu hỏi bổ sung. Số câu hỏi sẽ trải đều trên các phần kết cấu móng và thi công. Với các đồ án chuyên đề có thể đặt câu hỏi mức cao và số lượng câu hỏi nhiều hơn. Sinh viên trả lời câu hỏi trong khoảng 10 đến 15 phút. Và các em có thể trả lời không theo trình tự đặt câu hỏi. Các em có quyền lựa chọn những câu hỏi rõ ràng để trả lời trước. Sau khi các thành viên trong tiểu ban trên đồ án không nêu thêm câu hỏi, trưởng tiểu ban sẽ tuyên bố kết thúc việc bảo vệ trong một đồ án và đề nghị các thành viên cho điểm vào phiếu. Các trường hợp đặc biệt, tiểu ban sẽ thảo luận tại cuối buổi bảo vệ và không tổ chức bảo vệ lại cho sinh viên ngay tại đợt bảo vệ này. Sinh viên bảo vệ xong mang đồ án thuyết minh bản vẽ A3 cùng đĩa CD về văn phòng ban xây dựng để nộp. Tiểu ban sẽ công bố điểm tốt nghiệp vào cuối mỗi buổi sáng và chiều. Các em cũng lưu ý trong đợt này phòng chính trị công tác sinh viên cũng có phát cái phiếu thu thập thông tin phản hồi của các em. Do vậy sau phần bảo vệ thì cô chủ tịch tiểu ban sẽ kẹp cái tờ phiếu đấy vào trong cái quyển các em dùng ban xây dựng nộp quyển và cùng với những phiếu đó luôn tại văn phòng ban xây dựng. Sau đây xin mời toàn thể các thầy cùng các em bắt đầu cái việc bảo vệ đồ án tại tiểu ban. Người sinh viên đầu tiên là bạn chủ tịch tiểu ban mời em. Thiết kế có các mẫu thiết kế bảy động thái
từ phần mềm Galaxy em ví tưởng được đạt của các
cũng có câu hỏi đặc biệt, chúng ta xin các thầy cô trong phương án cho câu hỏi. Đây là đồ án để kết cấu và tập trung vào hai phương án kết cấu và cũng có sử dụng hai phương án, hai phương pháp phân tích kết cấu và phân tích thông thường và phân tích theo giai đoạn phân. Xin mời các thầy cô trả lời. Tôi mình làm đồ án thì 45 phần. Mai em làm một cái khối lượng như thế này. Thank you.
dọc như thế như thế nào để cái dọc như thế là chủ yếu là quan sát là Thank you.
sinh ra lực kéo mạnh và nhớ được những cái nào đúng rồi, và để làm trước điều chỉnh ra có ạ.
thể sau thì bố tuân thủ theo cái quy định về thời gian trình bày cũng như phần